ông nằm giọng sướng chết. Nó nằm chút xíu nằm thành con khô luôn. Không, mày làm giống mẹ nói để lát cô nó ra. Ở đó coi vậy à, cũng thương ông ha bà cũng một quá chứ biết là vậy nè. Giỏi không? Quá ngon. Rồi một ca. Quá ngon. Dễ sợ đi. Trời ơi ngon nha. Ngon. Ăn cái bánh ninh này thôi còn gì bàn nữa. Ai ăn cái bánh ninh không biết. Ừ, đúng bài. Không lỡ. Vậy làm đúng bài nữa nè. Nó quá ngon luôn mình. À, chắc Việt Nam á. Mà lần đổ là giá triệu không mà mới ghê. Đổ triệu. Đổ lần triệu. À, triệu đồng, căn đây là căn dữ. 95 luôn. Rồi đúng triệu. Giá dầu 21.770. Thị trấn Cà Lậy chỗ này xưa là mái chà nhiều lắm à. Nhà nhiều lắm, giờ to không? Mái chà đã. Nhà này mái chà đã. Nhà nhà tốt chỗ Cà Lậy. Đang đi đó thấy không? Đang đi đó. Đậu đó. Tới Campuchia nè, qua Campuchia rồi, qua Việt Nam rồi đây. Thank you.
cũng không xẻo vậy là tới cửa khẩu hả? Đó, tới đó. Cũng được hả? Được rồi. Hai lỗ là cùng hết hả? Đó đó. Hai bên cùng hết hả? Giống ngày xưa mình đó vậy. Ừ, rồi mày... cái bừa nữa. Thùng này hả? Thùng này em chục đó hả? Luôn rồi đó. Còn ba lá hay chưa? À đây phải không? Kế bên của ổng luôn á hả? Của ổng nó dành giọng đây hả? Rồi 3 triệu khoảng này. Ờ vậy mình còn gì phải đào vậy mình xây cho mình để luôn. Thì nào xuống dưới nè. Còn cái thằng quả heo nằm kế bên đó, nó chết rồi, nói nữa là bà về bà ở gần tôi đó. Đây, bộ đây, rồi mượn mượn cái bên đó. Ừ, quẹ... kế bên đó. Chết chưa? Nè, nó đất nè. Ừ. Ủa sao lại nay lên dưới bà như là Quỳnh Thị Thu. Rồi, bữa nay lên gặp gì đây? Bà Sáu đây. Dạ đi. Mới đâu 10 tuổi à, nằm không ngủ chết luôn. Mở cái mã nó chia vậy đó. Như trên em là phải cắm một cái cây ở dưới kia, bốn góc, xong là không cắm thành tim. Thẳng tim, xong cho thành tim. Đây hố sâu này ha. Đây bơm nước dưới đây lên 50.000 thùng. 50.000 thùng vậy đó. 50.000 thùng vậy đó. Mình làm mã mình phải tốn mã điện nước rồi là triệu bạc. Mấy chục thùng á. Chắc ít nhất 10 thùng, 20 thùng hết đâu. Mày muốn rửa hay cái con người rửa? Kiểu nào đó là đậu đất cái ông chủ này cũng giàu luôn nha. Thắp hương cho người nhà mình cũng thắp hương cho hàng xóm.